Rồi, chào anh em nha. Hôm nay mình xin được giới thiệu anh em một cái sản phẩm, đó là cái bộ ron máy của Rim. Thì bộ này nó là ron đầu là chủ yếu nha anh em, ron đầu thôi, ron đầu lòng với lại có xăng đấy, cũng như là một số cái như là cái ron bô ha, đó rồi những cái cao su. Thì đây là một bộ của nó nha anh em. Bộ nó thì rất là chi tiết đầy đủ như vậy. Mình sẽ lấy một bộ cho anh em coi nha. Cái bộ này nó dễ nhìn đây, bộ này này đó. Thì đây, bộ của nó là nó sẽ có những cái mã vạch, có mã vạch và có mã số để in cái ký hiệu của cái bộ ron này nha. Ngoài ra thì đây, bộ ron này ở phía đằng sau nó là cũng có mã nhập này nha, nhập khẩu nha. Rồi thì đây là một cái bộ ron mà ở nó sẽ có đầy đủ những cái chi tiết của chúng ta nha. Đây, như là một cái những cái ron đầu thì nó sẽ là màu đen khó nha anh em. Nó mà là màu đen khó bởi vì á, những cái ron của Thái anh em đời đầu là nó sẽ màu đen, đúng của Rim Thái là màu đen nha anh em, chứ không phải màu xanh giống như cái đời cao Super Rim đời 2010-2012 nha. Và đây, ron co xăng của nó cũng màu đen luôn đó, rất là ok nha anh em nha. Thì cái bộ này giá bán của nó thì khá là cao, 400.000 một bộ. Nhưng mà mình tin á, là những anh em dân chơi đúng Rim á, thì anh em sẽ không có ngại gì bỏ với số tiền 400 ra để chúng ta có một cái bộ đầu lòng đúng zin, ron đen đẹp nguyên bản nha anh em nha. Cái bộ này anh em, nếu mà anh em có tìm hiểu thì anh em sẽ biết được là gần như là bây giờ trên thị trường nó tuyệt chủng cái loại này rồi, nó không có. Tại vì cái này nó là hàng nhập khẩu anh em, và nó rất là hiếm nha. Này, đây này, đây là trên này nó có chữ là gì đây? Cái này là tên nhà máy gì á, PT Acha gì á, ở Jakarta, Indonesia anh em ha. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu, anh em có thể liên hệ với mình nha anh em. Số điện thoại của mình 0915 434 973 nha anh em. Tại vì á, cái này tại sao nó lại ở bên Indo mà nó không phải là ở bên Thái Lan? Là lý do là giống như nhiều anh em biết á, thì Honda Thái Lan bây giờ là gần như là nó đã chuyển giao công nghệ cho các cái nước khác hết rồi. Và trong đó có cái Indonesia là được gần như là chuyển toàn bộ cái nhà máy qua đó ha. Như là những cái chiếc xe mà anh em đi là Vario này kia là nó được sản xuất ở bên Indo. Cho nên là bây giờ là những cái hàng linh kiện mà zin của nó là nó cũng ở bên đấy thôi, chứ nó không còn ở bên Thái Lan nữa nha anh em nha. Rất là ít, số ít ở bên Thái Lan thôi, đa số là hàng tồn kho nha. Đó, thì anh em nào có nhu cầu anh em thể liên hệ với mình để mua cái bộ ron này nha. Giá 400.000 một bộ. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi, hẹn anh em những clip tiếp theo nha.